như bạn, cố nói tốt để kiếm tiền thôi. Một người thì nói những điều bất công của xã hội, còn người thì lấp liếm vậy thôi. Xin nói với bạn là như này, bản thân mình chơi TikTok cũng chỉ để cho vui thôi. Và bạn thấy cho tới giờ phút này, mình vẫn chưa có bất cứ một cái buổi live stream nào. Mình chỉ chia sẻ những cái vấn đề cho nó, cho mọi người hiểu được cái thông tin, và gần như chỉ để giải trí mà thôi. Còn đối với những cái người mà có cái tư tưởng giống như Trương Quốc Huy ấy, thì mới thần tượng Trương Quốc Huy và cho rằng là hắn nói đúng. Tất nhiên một vấn đề xã hội nào thì cũng có cái đúng cái sai, những cái tiêu cực, những cái tích cực. Và bạn thấy ở trên thế giới thì có nước nào không có cảnh sát, không có tòa án hay không? Và đó mới gọi là xã hội. Xã hội thì phải có người nọ người kia. Còn đối với những ai xem N10 TV chỉ để tìm hiểu thông tin và biết rằng là có những cái thế lực nào đứng đằng sau để chống phá đất nước, còn nếu xem N10 TV để mà đồng cái quan điểm với N10 TV thì gần như N10 TV chỉ đúng một phần cực là nhỏ, còn phần đa là bọn chúng khuếch đại cái vấn đề lên. Hầu hết những ai mà xem những cái kênh ở bên Mỹ, bên hải ngoại, hầu hết mục đích của họ chỉ là chống phá đất nước, chống phá chế độ và nói xấu chế độ. Đương nhiên thì cái chuyện xã hội thì phải có những cái tiêu cực, không thể nào mà tránh khỏi được. Bạn hãy xem những cái nước như Mỹ Latin hoặc là những cái nước khác, hầu như mafia nó còn thống lĩnh cả luật pháp, tức là hầu như chính quyền cũng chỉ là cái bù nhìn cho mafia mà thôi. Vậy cho nên bản thân chúng ta là những người dân của đất nước Việt Nam thì chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ cái chế độ này. Và cái việc đầu tiên chúng ta đáng tự hào là chúng ta đang sống ở một đất nước cực kỳ là hòa bình. Cho dù ở bất cứ đâu nó có bạo loạn hay là chiến tranh, nhưng ở Việt Nam chúng ta đang có một cái nền hòa bình rất tuyệt vời, và chúng ta đang có độc lập, chúng ta đang có tự do. Đây là tất cả những thứ mà những ai là người dân Việt Nam thì nhiệm vụ của chúng ta là phải gìn giữ cái này, chứ không phải để nghe những cái luận điệu như là của Đảng Việt Tân hoặc là của những người như là Trương Quốc Huy để mà theo đó mà đu đưa theo chúng. Đó là điều hoàn toàn không nên. Và bạn nên nhớ, chúng ta ăn cây nào thì rào cây đó nha bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.